Sáng nay, Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non One Sky Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non One Sky Đà Nẵng với mô hình công tư kết hợp được thành phố Đà Nẵng và tổ chức One Sky xây dựng vận hành theo chuẩn quốc tế. Hàng năm, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục khoảng 260 trẻ từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi có cha mẹ làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, góp phần chia sẻ phần nào gánh nặng tài chính cho các gia đình, giúp các em có cơ hội phát triển tiềm năng cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế với chi phí thấp. Trung tâm cũng được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao khi là một trong những nơi tập huấn và thực hành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của thành phố và một số tỉnh thành trong dự án của One Sky trong 5 năm qua.